Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Theo chiến lược này sẽ phấn đấu điều chỉnh giảm dần lượng gạo hàng hóa xuất khẩu nhưng giữ ổn định và tăng trị giá xuất khẩu gạo, chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu gạo Việt Nam. Cơ cấu thị trường điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu và xu thế diễn biến thị trường gạo thế giới. Cụ thể, phấn đấu vào năm 2030, lượng gạo xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn, tỷ trọng gạo trắng thường chiếm khoảng 25%, gạo thơm, gạo đặc sản chiếm khoảng 40% và gạo nếp chiếm khoảng 25%. Đặc biệt sẽ tăng dần tỷ trọng các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao như là gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng, gạo đồ, gạo hữu cơ, bột gạo, sản phẩm chế biến từ gạo, cám gạo và một số sản phẩm khác từ lúa gạo chiếm khoảng trên 10%. Về thị trường, đến năm 2030, thị trường châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo, châu Phi 25%, Trung Đông 5%, châu Âu chiếm khoảng 6% và thị trường Mỹ 10%, thị trường châu Đại Dương chiếm khoảng 4%.